Dành dư cho con hỏi, trong khoảng thời gian con hành thiền, có một hôm con nằm ngủ, con mơ thấy con ở trên tòa tháp trên thiên giới, phía dưới là vô số các vị thiên, xa xa là bất tận. Con nhớ con đang nói pháp về lý nhân quả, thuyết xong con cũng vừa tỉnh dậy 4 giờ sáng. Con cảm thấy trong thân tâm tràn ngập nội tâm rất hỷ lạc, như đã uống vài chục viên thuốc bổ vậy. Xin cho con hỏi hiện tượng này mang ý nghĩa gì? Có thể con đã từng ở thiên giới không? Xin nói, nếu như ha, nếu như quý vị đến thiên giới đó, thì quý vị phải đến trong lúc quý vị còn tỉnh chứ không phải lúc đến lúc ngủ. Tức là trong khi tỉnh á, bằng năng lực thiền định và thần thông ha, chúng ta xuất hiện ở thiên giới, chứ không có phải cái kiểu mà mình ngủ rồi như nhiều người họ nói là xuất hồn đi chỗ này chỗ kia, thì không có chuyện đó. Rồi nó có bốn nguyên nhân sanh ra giấc mơ. Thứ nhất là do ăn uống, nó cũng sanh ra giấc mơ. Cái thứ hai là do suy nghĩ nhiều. Ví dụ như mình có cái ấn tượng hoặc là mình có cái mong muốn thì mình sẽ nó cũng đưa đến giấc mơ. Cái thứ ba là do hoạt động của nội tạng, ví dụ như là mật, đàm, tim, gan, nó cũng sanh ra giấc mơ. Nó có 5 trường hợp. Thứ tư là chư thiên báo mộng, và thứ năm là do nghiệp. Thì mình không có chắc được nha, không có chắc được đó nằm ở trong trường hợp nào. Nhưng mà như sư nói, đừng có quá tự tin, bởi vì cái mục đích hành thiền của mình á là đi đến sự giác ngộ giải thoát. Còn nếu như các vị trưởng lão có dạy như thế này, dù cho mình có thấy mình đi lên cõi trời đi chăng nữa thì cũng cười rồi cho qua. Chứ còn nếu như mà mình dính vào đó đó thì cái sự nghiệp của mình nó dừng lại nha. Thành thử nói để các vị trưởng lão nói có thể quý vị không có vừa lòng, đó là gì? Cái chuyện đó thì dù có là thật hay không đi chăng nữa, mà nói cái là nguyên nhân giấc mơ đó ha, nó có là chư thiên báo mộng hay do cái nghiệp báo đi chăng nữa thì mình cũng phải cho qua. Đó là chưa kể có thể do mình tưởng tượng nữa, cái kiểu gì thì cũng phải cho qua. Bởi vì nếu như mà mình không cho qua được mà mình để nó trong bụng á, thì cái con đường hành pháp của mình nó chững lại ở đó, nó không tiến lên được nữa. Thành ra cẩn thận nha, cẩn thận. Sư không có thần thông để biết, nhưng mà sư chỉ biết một chuyện á, là mình giữ cái đó, đó nó là họa hơn là phước. Nên nhớ, hành thiền thì mọi cái mình thấy đều là cái để vượt qua.